trạc không? Và nói chung là qua cái mấy ngày cuối tháng cũng hơi vất vả một chút nhưng sức khỏe vẫn còn thoải mái. Vừa cuối tháng xong, hôm nay đầu tháng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Công việc gia đình giờ này thế nào? Ổn không? Gia đình cũng vẫn ổn, các cháu nó cũng mạnh khỏe học giỏi. Thế tốt rồi. Hôm nay thì cũng mời anh lên đây. Thứ nhất là mình cũng chạy qua được thời gian là 2 tháng rồi. Còn 1 tháng nữa là kết thúc quý 1 2019. Cái mục tiêu thì anh em mình cũng đã cùng nhau trao đổi xây dựng cái mục tiêu năm 2019 cho nhóm, cho ban, và cũng đã bắt đầu anh em mình thực hiện và chạy. Nhưng hôm nay thì cũng muốn mời chỗ anh lên đây trao đổi anh một chút. Tháng 3 này là một tháng mà chúng ta sẽ cần cố gắng rất là nhiều, đúng không? Để chạy doanh thu, để hoàn thành cái mục tiêu xây dựng trong cái quý 1 năm 2019. Đấy thì chính sách thì chúng ta đã trao đổi với nhau rất kỹ rồi, đúng không? Ngay từ những tháng đầu năm, những ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta trao đổi nhau về rất kỹ về chính sách rồi. Đấy, hôm nay cũng muốn trao đổi với anh Duyên thêm một chút nữa về cái về chính sách, về vấn đề thưởng năm dành cho nhóm của mình. Sau đó thì từ đấy thì cũng hy vọng cho anh sẽ nó là cái động lực, nó là cái sự thúc đẩy. Đấy, sẽ cho anh sao anh thúc đẩy nhóm mình hoàn thành tốt cái mục tiêu là cái quý 4 năm 2018 thì tôi cũng đã đạt được cái thưởng mức thưởng quý là tương đối tốt, là tổng của cái thưởng quý 4 là được hơn 40.300.000 và cái thưởng hiệu quả thì là được là 30.755.000. Thì thực tế ra nói là đây cũng là cái nguồn động lực để thúc đẩy anh bản thân tôi cũng như là mọi người là tiếp tục gắn bó với cả cái nghề bảo hiểm bảo Việt, và nhất là cái mục tiêu là mình phải phát triển về cái vấn đề hệ thống 2019 thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu làm sao mà để cho nó vượt được qua cái mức của năm 2018. Như vậy là thưởng quý 4 2018 với chính sách 2018 và thưởng năm hiệu quả, đúng không? Hiệu quả thưởng nhóm là anh được khoảng gần 100 triệu năm 2018, đúng không? Hy vọng với chính sách năm 2019 này thì cái mục tiêu, cái mục tiêu mình đạt được, đúng không? Không phải là gần 100 triệu nữa, mà con số này, đúng không? Sẽ phải là gấp rưỡi. Như mọi năm mình biết chính sách năm 2018 cái thưởng hiệu quả cuối năm của trưởng nhóm thì cần rất nhiều các cái chỉ số phụ, đúng không? Tỷ lệ hoạt động này, rồi là tuyển tư vấn viên hoạt động là bao nhiêu, đúng không? Năm nay thì ta thấy rằng tổng ty đưa ra cái chính sách cái thưởng năm rất là thuận lợi, nghĩa là ta chỉ đạt được doanh thu, đúng không ạ? 720 triệu, đúng không? Là ta đã đạt được thưởng quý, đúng không ạ? Và cái mức thưởng quý thì có rất nhiều lớp, cao nhất đến 7%, tổng coi là hoa hồng trong năm của nhóm. Thì cái này là cái mà rất hy vọng là năm nay thì anh sẽ cố gắng làm sao mà đạt được cái mức thưởng năm cao hơn năm 2018. Và cũng ý một chút thì cái thưởng năm thì và cái liên quan đến vấn đề thưởng quý, thưởng năm để gắn với thưởng quý, đúng không? Lưu ý một chút là nếu muốn thưởng năm thì các quý mình đều phải đạt được thưởng quý thì mình mới đạt được thưởng năm, đúng không? Các cái mức thưởng quý thì anh như biết rồi, đúng không? Thấp nhất trong một quý là mình phải đạt được, nhóm phải đạt được là 180 triệu. Một quý là mức tối thiểu là mình đạt được để được thưởng quý, và đi bên cạnh đó thì các cái chỉ tiêu phụ. Như vậy thì cái quý của anh Duyên thì năm nay thì anh Duyên thấy cái quý của mình là trong cái tháng 1, tháng 2 thì anh được bao doanh thu rồi? Quý 1 năm 2019 thì nó có một cái là nó cái đặc thù nó là vào Tết Nguyên Đán, cho nên là cái thời gian của Tết Nguyên Đán thì nó lại nằm vào cái giai đoạn cuối của tháng 1 và đầu của tháng 2, cho nên là nó cũng có một cái khó khăn nhất định trong vấn đề là hoạt động của bản thân nhóm cũng như là các tư vấn viên trong nhóm. Cho nên là tổng cái doanh thu của cái quý 1 thì mục tiêu đề ra là 670 triệu. Đấy, nhưng mà cái tháng 1 thì tôi cũng đã đạt được là 200 triệu. Còn cái tháng 2 vừa rồi thì nó là mất 10 ngày Tết, cho nên là cái doanh thu đạt được nó chỉ có là 170 triệu. Đấy, vị trí là trong cái tháng 3 này thì cái mục tiêu phấn đấu là 300 triệu được, đúng không? Trong cái tháng 3 này tôi sẽ tổ chức cho anh em tổng số là 6 cái hội nghị thôn. Để 6 cái hội nghị thôn này thì tổng doanh thu bình quân dự tính là 180 triệu. Đấy. Và ngoài ra là sẽ tổ chức 2 cái hội nghị chọn lọc. Hai cái hội nghị chọn lọc này thì tổng doanh thu là sẽ là 120 triệu để đạt được cái mục tiêu là 300 triệu và cũng là đạt được cái mục tiêu của quý đề ra là 670 triệu. Và đồng thời bên cạnh cái công tác kinh doanh thì cái mục tiêu về coi như là tuyển dụng thì là tôi cũng đưa ra cái mục tiêu là riêng cái tháng 3 này là sẽ tuyển là 5 tư vấn viên mới để hoàn thành cái mục tiêu của quý
1 năm 2019. Hy vọng anh sẽ đạt được mục tiêu 300 triệu trong tháng 3 này đúng không ạ? Như vậy thì bắt buộc phải hoàn thành. Rồi với cái kế hoạch anh xây dựng, anh đưa ra đúng không ạ? Với cái công tác cái xây dựng kế hoạch hội nghị thôn này, hội nghị chọn này và tuyển dụng đúng không? Thì tôi nghĩ như thế này chắc là ổn. Và như vậy là cái mục tiêu của mình đạt được 670 triệu. Như vậy cái mức thưởng quý sẽ là tối đa đúng không? Sẽ là 20% đúng không? Và như vậy không những cái thu nhập của mình gia tăng mà cái mục tiêu năm nay tôi rất muốn là cho anh Duyên cố gắng xây dựng mục tiêu của mình năm nay là bây giờ anh đang đi xe gì? Cũng bây giờ vẫn đang đi xe xe SH thôi. Như vậy mục tiêu của trưởng nhóm nâng tầm trưởng nhóm là 219, thực ra thì tổng ty cũng đang muốn nâng tầm trưởng nhóm, trưởng ban, những người quản lý trong hệ thống. Rất mong muốn anh Duyên năm nay sẽ phấn đấu lên 4 bánh đúng không? Phấn đấu lên một cái xe 4 bánh đúng không? Thứ nhất là thực ra thì mình là công tác quản lý nó sẽ nâng cái thương hiệu đúng không ạ? Đấy, khi mình đi hỗ trợ tư vấn viên đi giao dịch. Cái thứ hai nữa thì nó cũng giúp anh được cái là trong xe có thể anh chứa được tất cả những cái công cụ đúng không ạ? Để anh đi hỗ trợ tư vấn viên như máy chiếu, như máy tính mình đi làm hội nghị thôn này đúng không ạ? Thậm chí là máy in mình có thể mô tả được cho tư vấn viên anh em trong hội nghị đúng không? Mà đặc biệt đặc thù của nhóm anh là làm hội nghị thôn rất là tốt. Đó, nhất là cái cuối tháng, cái cuối năm 2016, tháng cuối năm 2018, công tác hội nghị thôn của anh rất có hiệu quả. Có hội nghị đạt đến 4-60 triệu. Và cái tỷ lệ, cái số lượng đạt hội nghị thôn của nhóm anh trong ban là số lượng đạt rất là nhiều. Như vậy tôi hy vọng rằng là mục tiêu năm 2019 này với chính sách của tổng ty rất là tuyệt vời này, đúng không? Hy vọng anh sẽ phấn đấu đạt được cái mà mục tiêu phải đề ra, đó là xe 4 bánh chứ không phải là xe máy nữa, đúng không? Để lâng tầm người quản lý năm 2019 lên một bậc nữa. Nhóm anh còn một vấn đề nữa muốn trao đổi anh cần cố gắng, không những trong tháng 3 mà trong những quý tiếp theo. Cái thứ nhất là công tác tuyển dụng, đúng không ạ? Trong cái số liệu thì hiện nay thì tháng 1 cả nhóm mình mới tuyển được một tư vấn viên, tháng 2 tuyển được một tư vấn viên, đúng không ạ? Mặc dù tư vấn viên đã có hoạt động nhưng được nếu mà một nhóm kinh doanh, đúng không ạ, mà tuyển được số lượng tư vấn viên hàng tháng ít như vậy, tôi nghĩ là anh sẽ khó khăn hơn. Nếu anh làm tốt được công tác này chắc chắn nhóm anh sẽ tốt, vì chúng ta hiểu rằng, đúng không ạ, tuyển dụng nó là vấn đề sống còn của ban nhóm, nó là sự phát triển của ban nhóm. Thì cái này thì cũng hy vọng là với cái chính sách tuyển dụng anh biết rồi đúng không ạ, tối đa thưởng tuyển dụng của trưởng nhóm trên cương vị là trưởng nhóm lên đến 35% rất là tốt. Như vậy thì hy vọng là nhóm anh sẽ khắc phục được điểm này. Thì cái lượt hoạt động của nhóm trong 2 tháng vừa rồi, mặc dù nó có một cái điểm là nó liên quan đến những cái tháng khó khăn, đó là liên quan đến những cái ngày nghỉ lễ Tết, những cái lượt hoạt động của nhóm mình thì hiện nay thì hy vọng là anh sẽ lần lượt hoạt động lên tốt một chút. Vì trong tháng 2 với quân số của mình, trong tháng 1 quân số của mình, đúng không ạ, với lượt hoạt động, tháng 1 mới đạt được khoảng 30% hoạt động, đúng không ạ? Tháng 2 thì có tỷ lệ lượt hoạt động lại giảm hơn một chút, đúng không ạ? Vì như vậy thì cái này là cũng cái nó liên quan đến cái sự phát triển của nó. Thì anh cố gắng hai cái điểm. Một là tuyển công tác tuyển dụng. Tháng 3 giờ anh xây dựng mục tiêu 5 người là rất là tốt, rất là ổn, đúng không? Và tôi sẽ trực tiếp có vấn đề khó khăn này cùng với anh để hỗ trợ nhóm anh làm sao mà anh hoàn thành được mục tiêu mình xây dựng lên với chính sách của tổng ty, đúng không ạ? Và vấn đề thứ hai là nâng cái lượt hoạt động của nhóm mình lên, đúng không ạ, trong cái tháng 3 này, đúng không ạ, đảm bảo làm sao cái lượt hoạt động đảm bảo được 40%. Anh cảm thấy công tác tuyển dụng có cái gì khó khăn và anh cần sự hỗ trợ gì từ góc độ trưởng ban? Thực tế là nói là cái đặc thù của cái địa bàn ở ngoài khu vực Hà Lai thì trưởng ban cũng đã biết rồi, nói một là nó là những cái khu rất nhiều những cái khu công nghiệp, đã cho rằng cái vấn đề tuyển dụng nó có một số những khó khăn nhất định. Thế cũng để đạt được cái mục tiêu của cái quý 4, quý 3 cũng như là cả một cái năm 2019 này thì cũng có một cái đề nghị nho nhỏ đối với trưởng ban là có thể là hỗ trợ cho anh em tạo lên những cái hội nghị nhóm, hội nghị bốt tại các cái địa phương chứ không chỉ là chỉ ở khu vực. Và thì để đạt được cái mục tiêu là tuyển dụng cho không những bản thân tôi mà cũng như tất cả các anh em trong nhóm, cũng là chỉ có một cái ý kiến nho nhỏ đối với cả trưởng ban thôi. Và anh mong muốn các hội thảo tuyển dụng các hội tại địa phương, tại các địa phương luôn, chứ không phải là đưa về một nơi nào đó, về công ty hoặc là văn phòng thì sợ là nó hơi xa đúng không? Tôi biết cái đặc thù ở địa phương chúng ta là khu công nghiệp, mọi người sẽ tìm công an việc làm rất là dễ, cho nên công tác tuyển dụng của chúng ta chắc chắn là so với những địa bàn thuần mà không khu công nghiệp thì chắc chắn là sẽ có một chút khó hơn, nhưng khó chúng ta vẫn phải làm đúng không? Nó khó nhưng cái thuận lợi cái là cái nền kinh tế ở địa bàn trên này rất là tốt. Như vậy thì bắt đầu từ tháng 3 này thì anh em mình sẽ lên một cái kế hoạch cụ thể đúng không? Đấy, sẽ tổ chức các cái hội thảo nghề đúng không? Tại địa phương đúng không? Có thể tổ chức tại thôn, tổ chức tại xã đúng không? Và thậm chí có thể tổ chức tại một cái nhà hàng nào đó, tại cái khu mà hiện nay đang cho là khó tuyển đúng không?
Đấy, về công tác chuẩn bị về nội dung thì chúng tôi sẽ đề nghị cho công ty hỗ trợ, đúng không? Cái vấn đề này sau đó anh em mình sẽ xuống thị trường, có thể ngày mai, có thể ngày kia, đúng không? Có thể trong tuần này chúng ta phải làm sớm, đúng không? Xuống thị trường liên hệ, đúng không? Nắm bắt tình hình, sau đó chúng ta ấn định cụ thể cái ngày. Nghĩa là mục tiêu của chúng ta làm sao trong tuần này phải tổ chức được một cái hội thảo, đúng như anh mong muốn. Cái này thì tôi hoàn toàn nhất trí, đúng không? Anh yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hỗ trợ anh vấn đề này, nhé. À, còn về vấn đề chính sách năm 2019, thực ra chúng ta đã trao đổi với nhau rồi, nhưng bây giờ thì chúng ta được một sự hỗ trợ, đúng không? Về công nghệ rất là tốt, công nghệ 4.0, đúng không? Tổng ty đã triển khai, đúng không? Thì anh có thể là bất cứ vấn đề gì về chính sách năm 2019, đúng không? Về thưởng, về tư vấn viên, về trưởng nhóm, đúng không? Thì mình có thể là tra cứu trên điện thoại, đúng không? Rất là tiện lợi, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, đúng không? Đấy, thì hy vọng là cái công cụ hỗ trợ công nghệ này sẽ hỗ trợ tốt cho các ban nhóm của mình. Và buổi hôm nay mời anh lên trên đây, đúng không? Gặp gỡ trao đổi một chút về chính sách và động viên, đúng không? Anh sẽ cố gắng hơn nữa trong tháng 3 và đặc biệt năm 2019 này bắt buộc phải thay xe, đúng không? Cố gắng để thay xe. Cảm ơn trưởng ban. Hy vọng là dưới sự giúp đỡ của trưởng ban cũng như là của công ty, là tôi sẽ đạt được cái mục tiêu đề ra cũng như là cái mong muốn của trưởng ban. Rồi chắc chắn tôi sẽ luôn luôn bên cạnh các anh.